này thiện hiện các đại bồ tát cũng lại như thế vì thương yêu các hữu tình bị khổ sanh tử nên hướng đến quả vị giác ngộ cao tột duyên khắp hữu tình khỏi bốn vô lượng an trụ tâm câu hành với bốn vô lượng tinh cẩn tu tập bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa khiến mau viên mãn đại bồ tát ấy đối với sáu phép ba la mật đa này ở vị chưa viên mãn vì muốn tu học chỉ nhất thiết trí nên chẳng chứng lậu tận, tuy an trụ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng chẳng theo thế lực của pháp môn ấy, cũng chẳng bị dẫn dắt theo sự chướng ngại ấy đối với pháp môn giải thoát cũng chẳng chứng đắc vì chẳng chứng nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác chắc chắn hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện như con chim có đôi cánh khỏe bay trên hư không tự tại bay lượn đùa giỡn chẳng rơi xuống đất tuy nương hư không đùa giỡn nhưng chẳng chiếm cứ hư không cũng chẳng bị hư không ngăn ngại này thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Tuy đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện luôn luôn tập gần an trụ tu hành, nhưng chẳng chứng đắc. Do chẳng chứng đắc nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác. Tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết trí, nếu chưa viên mãn thì chẳng bao giờ nương ba pháp tam ma địa không vô tướng vô nguyện mà chứng lậu tận. Này thiện hiện, thí như người khỏe mạnh, thông thạo nghệ thuật, bắn cung, muốn biểu diễn tài nghệ của mình, ngước bắn lên hư không, vì muốn mũi tên ở trên không không rơi xuống đất nên dùng mũi tên sau bắn mũi tên trước cứ như vậy lần lượt trải qua nhiều thời gian mũi tên này nối đuôi mũi tên kia chẳng cho rơi xuống nếu muốn cho rơi xuống thì dừng mũi tên sau khi ấy các tên liền rơi xuống đất này thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát cũng giống như thế vì tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thọ cho đến quả vị giác ngộ cao tột, nhân tu hành căn lành chưa thành thục nên chẳng bao giờ nửa chừng mà chứng thật tế. Nếu muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nhân tu hành căn lành tất cả đều thành thục, bấy giờ Bồ Tát mới chứng thật tế, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột vì vậy này thiện hiện các đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa đều nên quán xét kỹ lưỡng về thật tướng của các pháp như trước đã nói